Jungkook BTS đứng top bá chủ trending toàn cầu ngay giữa đêm. Em út Jungkook của BTS hiện đang lọt top thịnh hành trên toàn cầu sau khi nhá hàng bản thu âm mới. Người hâm mộ tin rằng nam nghệ sĩ sẽ sớm phát hành mixtape đầu tiên của mình. Mới đây, Jungkook, Hyejiji, Kaeyoon và các từ khóa khác nhau liên quan đến Jungkook đều đang chiếm giữ top xu hướng trending trên toàn cầu của Twitter. Nửa đêm ngày 6 tháng 3, Jungkook bất ngờ đăng tải đoạn bridge ca khúc Dislike do mình tự viết lên Weverse với dòng trạng thái tự nhiên nghĩ đến Dislike nên hì hục ngồi viết. Đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn 45 giây với layer hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay lập tức gây bão cộng đồng ARMY bởi đây là phần chưa từng xuất hiện trong bản Dislike phát hành vào tháng 11 năm ngoái của album B. Tuy nhiên, ARMY nhanh chóng nhận ra đây không phải bản gốc mà đã được Jungkook viết lại phần lời hát. Do vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng anh đang chuẩn bị tung mix tạp đầu tay. ARMY bắt đầu chia sẻ các hashtag như Jungkook, Dislike và JJK1 khiến chúng đứng top trending nhiều giờ đồng hồ. Các fan đoán giả đoàn non dông Jungkook có lẽ đã làm version khác của Dislike để cho vào mix tạp đang chuẩn bị và đây là bản audio nghe thử Jungkook tiết lộ chút xíu tới các fan đang mong ngóng từng ngày. Biết đâu chừng đây sẽ là ca khúc đầu tiên em út BTS phát hành để mở đường cho mix tạp trong thời gian tới. Trước đó, Jungkook từng tiết lộ rằng anh sẽ không cho ra mắt nguyên một mix tạp mà sẽ đăng tải từng ca khúc một, nối liền nhau. Nam idol cũng từng chia sẻ rằng sẽ không phát hành cùng lúc mà sẽ giải rác theo từng thời điểm phù hợp các ca khúc có trong album solo đầu tay. Do đó, mỗi khi Jungkook có động thái là fan lại nhanh chóng ngồi đoán hin. Có khi nào Jungkook tung JJK1 vào tháng 4 luôn không? Cậu ấy định đánh úp chúng ta tung mix tạp lâu bất cứ khi nào cậu ấy muốn mà chẳng báo trước đây mà. JJK1 đúng là quả bom nổ chậm ấy, chẳng biết khi nào, khéo mai luôn ý chứ. Jigon thích kiểu ú ỏa vậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Đêm mai tung bản full là hài lắm nè. Đây là tin mừng thứ hai liên tiếp cho ARMY khi trước đó hai chàng trai trong nhóm là V và Jimin đã tốt nghiệp đại học, bộ đôi tốt nghiệp với bằng cử nhân ngành giải trí và truyền thông. Đặc biệt, V và Jimin còn được nhận giải thưởng đặc biệt President Tech Award. Đây là một vinh dự lớn vì giải thưởng này chỉ được trao cho những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trường. Có thể thấy, dù bận rộn với lịch trình đi hát nhưng cả V lẫn Jimin đều rất chăm chỉ đi học, công việc lưu diễn bận rộn. Tuy nhiên V và Jimin đều cố gắng không để ảnh hưởng đến việc học tập. Vì thế, theo đại diện của trường Global Cyber, việc trao giải thưởng President Award cho hai thành viên của BTS là hoàn toàn xứng đáng. Nhờ thành tích học này, cả V lẫn Jimin đã được fan mở tiệc bằng cách treo hashtag trending và chiếm chọn top 5 toàn cầu, top 1, Fruit of Jimin, top 2, Congratulations, Taehyung, top 3, Congratulations Jimin. Được biết, em út Jungkook đang tiếp tục học tập, trong khi anh cả Jin đã hoàn thành khóa luận thạc sĩ tại trường. Năm thành viên còn lại cũng mới tốt nghiệp tại Đại học Global Cyber. BTS là một nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2013 dưới sự quản lý của công ty giải trí Big Hit. Nhóm BTS đã tạo nên những thành công mà ít ban nhạc nào của Hàn Quốc đạt được. Mới đây, nhóm BTS vinh dự nhận giải ca khúc của năm với Dianmit do Liên hoan giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc trao tặng.